đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Bảo Ngọc nhận tin vui bất ngờ sau đêm thi trang phục dân tộc ấn tượng. Dù lưu dung mạng xã hội, nhưng Bảo Ngọc vẫn đón nhận tin vui bất ngờ này khi đi thi quốc tế. 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10 giờ Việt Nam, Á hậu Bảo Ngọc đã bước vào phần thi trang phục dân tộc National Custom tại cuộc thi Miss Intercontinental 2022. Cô trình diễn đầy ấn tượng với bộ trang phục dân tộc Cô Em Dao Đỏ. Dù đây là bộ trang phục to và nặng nề nhất trong đêm thi vừa qua, nhưng Bảo Ngọc vẫn cố gắng vượt qua những khó khăn và có phần trình diễn ấn tượng được fan khen ngợi hết lời. Không chỉ có phần thi tốt đẹp, Bảo Ngọc còn đón nhận tin vui mới. Đó là kênh TikTok chính thức của cô nàng đã nhận được tích xanh chính chủ chỉ sau 2 tháng đăng quang Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2022. Hiện TikTok của Bảo Ngọc có hơn 100.000 lượt follow cùng 2,8 triệu lượt tìm yêu thích clip. Nổi tiếng là nàng hậu lừa dùng mạng xã hội, Bảo Ngọc chỉ mới thành lập kênh TikTok vào ngày 9 tháng 4 khi tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Vì thế, việc nàng hậu đã nhận được tích xanh chính chủ khiến các fan vô cùng vui mừng. Với chiều cao nổi bật 1m85 cùng số đo 3 vòng 87, 63, 98, Bảo Ngọc nhận được nhiều lời khen về hình thể, vóc dáng, cách tạo dáng trong phần thi bikini. Ngoài ra, khả năng tiếng Anh thành thạo với IELTS 8 chấm cũng giúp nàng hậu đạt điểm số cao trong vòng thi phỏng vấn. Người đẹp sinh năm 2001 rất tự tin trong lần đầu đem chuông đi đánh xứ người. Cô bày tỏ gặp khó khăn về lịch trình dày đặc và ban tổ chức liên tục thay đổi lịch trình thi. Do vậy, Bảo Ngọc vẫn kiểm soát được mọi thứ và cố gắng giữ vững tinh thần, sức khỏe trong mỗi phần trình diễn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.